Vâng, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn và chia sẻ kỹ thuật thanh nhạc của mình. Và hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho một số bạn có những cái câu hỏi nó cũng mang tính liên quan với nhau. Và đây là những câu hỏi rất là hay và chắc chắn là những bạn, không chỉ là những bạn này đâu, và tất cả những bạn khác khi mà tập luyện ca hát, theo đuổi con đường hát hò thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp những cái tình huống y chang như vậy, bởi vì mình cũng như vậy ngày xưa, cũng cỡ đó đó, và mình giải quyết được. Và hôm nay mình sẽ lên mình chia sẻ vấn đề này cho các bạn ha. Cảm ơn các câu hỏi của tất cả mọi người nói chung và các bạn sau đây nói riêng. Với câu hỏi của bạn rất là hay, mình rất là thực tế để mình có thể truyền tải những và chia sẻ những cái kỹ thuật thanh nhạc của mình đã đúc kết được sau một thời gian rớt nước mắt thì bây giờ là mình chia sẻ lại để rất là dễ dàng để các bạn có thể tiếp cận được ha. Rồi, ok. Đầu tiên là bạn Wiley, W-E-I-L-E-I-G-H. Comment vô bài giọng bass và cách phát triển của mình. Thì bạn Wiley hỏi là: thầy ơi, sao em hát điệp khúc cao hát vô điệp khúc được đoạn đầu, tới đoạn sau cổ em như bị nghẹt vậy, đẩy lên không được thầy ạ? Được ạ. Rồi, chào bạn Haley. Wiley. Bạn Wiley là bị tẹt tịt 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 cái phần cổ họng đúng không? Nghẹt đúng không? Là do thanh đới của bạn lúc đó bị đóng lại. Thì hơi nó hết lên. Vấn đề đó rất là bình thường. Vấn đề là nếu như các bạn không biết cách sử dụng hơi thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Chút xíu mình sẽ giải quyết cho các bạn nha. Tiếp tục theo dõi tiếp, tại vì có ba câu hỏi nó cũng tựa nhau. Còn những câu hỏi nào mà nó mình sơ xuất thì các bạn cứ đừng lo, tại vì các bạn cũng tương tự như vậy thôi à, cách hướng dẫn như vậy ha. Bây giờ mình tới tiếp câu hỏi là bạn Nam Sà Ben. Trời ơi, nghe tên là thấy đầu gối quá. Em hát cao là kiểu như bị chặn lại cổ họng đó, cũng câu hỏi y chang đúng không? Vấn đề này rất là nhiều người thắc mắc nên mình sẽ giải quyết cho các bạn rất là dễ dàng, 30 giây. Tới bạn Nguyên Đạt đó, Nguyên Đạt trong mid voice giọng như vịt đẹp của mình á, thì phải làm sao? Thì bạn nói là: thầy ơi, tại sao lúc em tập mid theo thầy chỉ á, cái đoạn đưa ra head á, đưa thẳng từ head ra mid á, thì cái gì đó em bị cản lại không đưa ra được. Thì thầy có giải pháp nào không? Thì việc cản lại là cản như thế nào, nó vướng cái gì ha? Nhưng mà thật sự ra thì mình đã từng trải qua cái quá trình của các bạn tập luyện rồi, nên mình hiểu được cái vấn đề của các bạn nằm ở đâu ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề những cái sai lầm thường mắc phải của việc tập hơi thở, để các bạn có thể có một cái khái quát, một cái góc nhìn, rồi từ đó các bạn lại tiếp tục tập luyện, để các bạn đầu tiên là các bạn phải được bắt mạch cho đúng bệnh cái đã, rồi sau đó thầy sẽ đưa các liệu thuốc, liệu trình cho các bạn để các bạn có thể tập luyện nó dễ dàng hơn ha. Đó thì là những cái vấn đề nó rất là chung chung thôi, là do hơi thở của chúng ta nó chưa có sử dụng hiệu quả, nên một phần là cổ chúng ta bị nghẹt, hoặc là chúng ta đang hét voi rất là vô tư, tự nhiên tịt lại một cái là không biết tại sao nó không đi được nữa, là do chúng ta không biết cách sử dụng lực, sử dụng hơi thở, nôm na gọi là sử dụng hơi thở để điều khiển cái voi của mình, cái giọng của mình vào trong cái bài hát, cái câu từ mà mình mong muốn. Đơn giản chỉ vậy thôi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vào nội dung ha. Cảm ơn những câu hỏi của các bạn rất nhiều. Và những sai lầm thường gặp khi sử dụng hơi. Sai lầm thứ nhất nha, là dùng lực quá nhiều để rồi chặn luôn phần thanh quản, hơi không lên được. Các bạn dùng sức á, khi mà bạn lên nốt cao thì thường thường có một cái thói quen, một cái phản xạ rất là cơ bản luôn, là mình tịt lại luôn. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn một chút xíu để các bạn thấy được là mình khi mà lên cao mình cần phải thả lỏng cái cổ họng như thế nào để đạt được cái âm thanh hiệu quả nhất. Rồi, giờ mình túc tí. Mình sẽ ví dụ như cho các bạn ca khúc Như Những Phút Ban Đầu nha. Tại vì cái bài hát này nó có cái nốt cao. Còn mấy bài kia thì không có. Ok.
Đầu tiên á là các bạn phải tập thả thả lỏng, thả lỏng cái cổ mình để nó không bị tiệt lại. Đó là cái sai lầm thứ nhất ha. Rồi mình chỉ luôn, sai lầm là vô là chỉ luôn chứ ngồi đó mà nói thôi cũng được. Rồi thì mình sẽ hát thử cho các bạn nghe. Các bạn phải thả lỏng được cái cổ của mình, cái thanh đới của mình, để cho hơi nó đi lên. Vậy thì chúng ta phải hát nhẹ lại. Ok. Rồi vô. Rồi. Nếu nuôi tiếc, đừng có nếu nuôi tiếc tan trong bao tiếng nuối. Như vậy sẽ rất là mệt. Các bạn thả lỏng cái phần thanh đới của mình ra và nhẹ nhàng. Nếu nuôi tiếc tan trong bao tiếng nuối, để yêu thương xa thật xa. Thả ra nhẹ nữa. Nếu nuôi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua, sẽ qua. Nhẹ thôi. Sẽ qua, sẽ qua, sẽ qua. Thả nữa, thả cái cổ ra đừng có thăng hết. Và thoải mái sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được không giấu muôn màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Các bạn nghe được cái cảm giác thả lỏng của mình không? Tình cảm và thả lỏng vào. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những tiếng là tiếc nuối, thả nó ra. Đừng để những tiếng là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa. Rồi. Đừng để yêu thương này xa, thả nó ra nha. Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời. Đừng để ta tan trong con sóng buốt xa, cô đơn giữa muôn trùng quê lãng. Rồi tập cách thả ra nha. Cô đơn giữa muôn trùng quê lãng. Rồi thả được á, mình thả được rồi nè. Hương lá thôi, đừng có gồng nó, để cho nó lên hết vôi. Phải thả để cho nó lên. Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Thả tiếp. Đừng có gồng, dù cho tan. Rồi bóp cổ là chết luôn. Đừng dù cho tháng năm kia đôi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hãy xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về nhau. Thả lỏng nè. Trở về nhau. Đây, ok. Ổn không, ổn không? Đúng mà, có gì đâu sai, tôi hát được và các bạn sẽ hát được. Các bạn cứ bình tĩnh và tự tin. Rồi, đó là cái vấn đề thứ nhất, là cái cổ mình phải thả lỏng ra. Hát nhẹ lại, không có. Dù cho tháng năm kia đôi thay. Cái đó là khi nào mà bạn đã thực sự là điêu luyện rồi. Cái việc mà thả lỏng cổ, thả lỏng hơi của các bạn, nó nhấn, nó thấm vào trong máu của các bạn rồi, thì các bạn xài nó ở một số chỗ để nó tạo nên cảm giác đau đớn và gây cấn. Chứ còn không thì các bạn bình thường các bạn tập đừng có nên gồng kiểu đó. Thay đổi cái thói quen mình đi, mình học thanh nhạc là mình thay đổi cái thói quen sử dụng hơi thở, sử dụng lực, sử dụng cổ, sử dụng âm thanh, sử dụng tất cả. Thay đổi để tốt hơn, để hoàn thiện bản thân hơn. Thay đổi cái thói quen. Nếu như các bạn bị tiệt nha, còn nếu như các bạn mà không bị tiệt thì thôi. Mình đang nói các bạn bị tiệt cái cổ họng á thì thôi, không có là thôi, đừng vô chém chết mình. Ok, nó là thay đổi thói quen là ai cũng phải thay đổi, đúng rồi. Nhưng mà nếu các bạn đã có kỹ thuật tốt rồi, nôm na là sinh ra là giọng hát thoát tự nhiên rồi, như các ngôi sao ca sĩ mà
có gọi là tài năng đấy, tài năng đấy. Thì cái đó thì mình không nói, còn là mình đang chạy cho tất chia sẻ và dạy cho tất cả những bạn chung 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 rồi. Ok, và sau đây là mình sẽ nói tới cái vấn đề thứ hai, cái này hơi dài một chút, nó có ba cái nội dung lận. Thứ hai là sai lầm thứ hai là thường là các bạn sẽ bị đưa hơi của mình, cái hơi của mình á là đưa hơi ra ngoài ngoài cái miệng để dùng lực đẩy eo 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 vân vân vậy đó, thì nó làm nó không thư giãn, mà đôi khi nó bị tịt lại cái cổ họng, cái thanh đới của mình, là mình đặt cái hơi nó sai, nôm ra là nó hết hơi và cái hơi của nó không có được làm việc hiệu quả. Bây giờ hơi là mình đừng có đưa ra ngoài là xong luôn, đúng không? Mình giữ cái hơi lại, mình giữ cái hơi lại trong cái khoảng của mình, khoảng vang của mình, trong cái khoảng âm thanh. Sai lầm phải không? Thứ hai là bị đưa hơi ra ngoài quá nhiều, quá nhiều hết hơi, đập ra hết hơi, mà hết hơi thì cái thanh đới nó sẽ tự động nó đóng lại, tức là trách nhiệm cái công việc của nó, đúng không? Đó, để nó bảo vệ cái thanh quản, bảo vệ cái giọng hát, đơn giản vậy thôi. Đó, thì khi mà mình sử dụng hơi á, mình hạn chế đưa hơi ra ngoài, nói chung là mình giữ hơi ở trong cái vòm họng nhiều. Mình có chia sẻ ở cái bài là vị trí và cách hơi thở làm việc hiệu quả, cái đó có rồi, thì các bạn vào trong đó các bạn xem thử xem lại nha, để mình sử dụng cái hơi nó nằm bên trong. Rồi mình sẽ làm ví dụ lại cho các bạn trên ca khúc này để các bạn cảm nhận được luôn. Nào, hơi thở nằm bên trong, vô action. Nếu nuôi tiếng tan trong bao tiếng nuôi, thả lỏng nha và thở thở. Để yêu thương xa thân xa, nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù cố giữ lấy, nằm trong đây không, nó đâu có đưa hơi ra ngoài đâu, thì lúc đó cái khoảng vang và âm thanh nó mới làm việc hiệu quả. Đúng không? Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được không giấu muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Tiếp luôn nha, một lần nữa cho nó quen. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lỡ làng nhẹ nhàng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi ra, về đâu, đừng để những tiếng là tiếng nuối, nuối. Để tạo nên cảm giác nhẹ nhàng tình cảm nuối, đừng để yêu thương này xa chân trời, đừng để ta tan trong con sóng mùa xa, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Nằm ở trong đây không đâu có đi đâu, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, đúng không, nằm trong đây không, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu. Và sẽ đổ rất dễ thương. Yêu sâu đông đầy, nếu thời gian dừng lại nơi đấy, đơn giản, hơi nằm ở trong đây thì các khoảng vang nó mới làm việc. Mid voice nè, khoảng vang trên gương mặt, head voice khoảng vang trên khúc ngực, chest voice khoảng vang dưới ngực của vốn, và các khoảng vang còn lại trong cơ thể chỗ nào nó có vang được thì nó mới tác động, thì cái hơi đó, nó nằm bên trong, nó bùm 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 thùng rỗng kêu to. Mà các bạn phải làm sao để hơi nó tác động vào những chỗ rỗng, là những cái khoảng vang trên cơ thể. Cái này mình nói sao đi. Ok, cái này vô cấu tạo cơ thể rồi. Rồi, ok, và tiếp theo là vấn đề thứ ba, sai lầm thứ ba, cái này quan trọng nè. Lấy hơi không
quá việc lấy hơi vào cơ thể không quá quan trọng khi hát, mà là thả hơi đúng thì mới tạo ra âm thanh đúng và hát để hay, hát hay hơn. Việc lấy hơi nó không quá quan trọng, đưa hơi vào nó quan trọng nhưng nó không phải là quan trọng nhất. Mà cái việc mà chúng ta đưa cái hơi làm sao để nó tác động, để nó vào các khoảng vang, để nó tạo thành âm thanh hay, âm thanh đúng, âm thanh đã, âm thanh phê, thì nó mới là cái quan trọng. Đấy là cái sai lầm của chúng ta, là các bạn luôn, hoặc là tôi ngày xưa cũng vậy, đi vô học là học lấy hơi bụng. Ok, việc lấy hơi bụng là đúng, là để tăng được cái lượng hơi trong cơ thể, rồi chúng ta sẽ nén hơi để đẩy hơi rồi thẳng bắn, dùng lực đồ này nọ, rất là ok, nó tốt. Nhưng mà thực sự ra trong cơ thể của chúng ta nó đã có hơi rồi, và hơi của chúng ta cũng không có ít đâu, nó cũng nhiều đấy. Mà bởi vì chúng ta không biết cách thả hơi, không biết cách sử dụng cái hơi thở hiện tại mình đang có, không biết cách vận dụng vào trong câu hát, vận dụng vào các khoảng vang, vận dụng vào âm thanh, vận dụng một cách điêu luyện và phê nhất, thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta phải học cách vận dụng hơi thở của hiện tại mình đang có và trong đó. Chứ hạn chế là tập nè, hơi bụng nè, tập lực nén, tập nhiều quá, cuối cùng là không biết cách áp dụng nó vào trong câu hát, vào trong cái từ của mình, thì lúc đó cái sự thất bại lớn trong việc dùng hơi nó là như vậy. Mất thời gian nhưng lại hiệu quả thì bằng không. Đó là những cái kinh nghiệm của mình rút kết rất nhiều trong việc giảng dạy và tự trau dồi bản thân của mình. Muốn giảng dạy là phải trau dồi được bản thân, chứ không có khơi khơi mà ra nói mình giảng dạy là giảng dạy. Mình có trên 10 năm kỹ năng về thanh nhạc và giảng dạy rồi trên, thì mình dám nói tuyên bố các bạn mình câu đó là phải biết cách vận dụng hơi thở hiện tại trước khi mà chúng ta tập nâng level cái hơi của mình lên. Ok, bây giờ mình và chúng ta sẽ vào trong một lần nữa nha. Hơi dài, video này hơi dài ha, 17 phút mấy, 18 phút tới đây một tí nữa. Nhưng mà hơi nó quan trọng lắm, các bạn làm thêm một lần nữa với mình, hãy tập thật kỹ, tất cả là vì các bạn thôi. Ok, và tiếp theo vào lại một lần nữa nha, sử dụng cái hơi thở này mình hát lại một lần nữa vui vẻ với nha. Trước khi nói những lời chia tay đau khổ ấy, không vui. Rồi, thử một lần nữa, sử dụng hơi trong vòm miệng của mình. Thả lỏng cổ ra, sử dụng hơi trong vòm miệng, tạo tác động vào những các khoảng vang của mình. Mình có cái bài hướng dẫn chia sẻ sử dụng để vang cái hơi trong vòm miệng rồi. Các bạn nếu thích thì cứ tiếp tục đăng ký kênh của mình và xem tiếp những cái video khác nữa. Rồi, ok nha, tát mồ hôi hết luôn rồi. Ok, làm một lần nữa để cho các bạn ha có thể hình dung được. Thả lỏng nè. Nếu hơi nằm trong vòm miệng của mình, nếu nỗi tiếc tan trong bao tiếc nuối, thả lỏng ra nha. Nếu nỗi tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thân xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua, sẽ qua. Luôn luôn nằm trong vòm miệng của mình nha, đừng có thoát cái hơi ra ngoài, giữ trong đây nè. Giữ trong vòm miệng, giữ đầy lên, giữ đầy cái hơi nha. Thả lỏng thì nó mới lên được. Của xưa lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được không giấu muôn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Vẫn phải thoải mái như vậy. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lỡ làng. Vẫn chỉ trong đây thoải mái. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa mất chân trời. Đừng để tan tan trong con sông buốt xa, cô đơn gió buồn chung quen lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin tan trong
giữ chặt nhau cho yêu sâu đông đầy, nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút dài ban đầu. Ok, thôi tới đây thôi, còn phần lên tông từ từ mình tính sao. Nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ hát được phần lên tông nè, dễ nhất. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Rất đơn giản phải không? Không khó đâu, các bạn chỉ cần tập quen cái hơi, cách sử dụng hơi của mình và hạn chế. Bây giờ mình, bạn nào trong xem video này mà thấy có mình ở trong đó hát bị tịt cổ họng, tịt hơi hay là đẩy hơi ra quá nhiều vân vân, thì các bạn sẽ từ từ tập luyện lại và đăng ký kênh của mình và tiếp tục xem và ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sẽ có những buổi tập vui vẻ và một ngày làm việc hăng say. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.